Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chúng mình tiếp tục đi chăm cá và lại chăm lươn. Hôm nay trúng mùng 1 tháng 5 luôn các bạn, mà mưa gió quá. Đây, hiện tại đi chăm là chúng mình mặc áo mưa như thế này đây. Mới nghe lươn quá, ếch kêu to quá, ếch kêu to chứ, hy vọng là vào trong này dính thêm lươn nha các bạn. Mới nghe to đó mà vừa vô hết kêu rồi. Đây các bạn, tắt tắt xuống rồi Phương. Wow. Chưa ấy hả? Từ đâu chắc chạy luôn. To ấy. Bàn công trặc hồi nãy tiếng này. Wow. Đây, thêm một em to nữa các bạn. Đây cơ. Đây cạnh cạnh này. To phượng. Chưa ban đêm mà nó phải nằm ngửa lại các bạn kìa thì mới thấy cái bụng trắng của nó được, còn ví dụ mà nó vẫn còn nằm sấp á thì nó màu đen cũng khó nhận biết, màu nước này nó cũng hơi bị đục thôi. Hôm nay trúng ngày lễ mùng 1 tháng 5 luôn nha các bạn. Đà Nẵng mưa quá. Không biết tình hình các bạn 30 tháng 4 một năm có đi chơi được không, chứ mình thấy mưa như thế này thì có thể một số bạn đã bị vỡ kế hoạch rồi đúng không? Lươn nữa các bạn ơi. Con gì á? Ếch nha mọi người. Ếch. Cua động mạnh ghê. Từ từ Phương ơi, để chăm cho nó cua thử con chi đó nè, nó yếu đó. Vậy giữa lên mà dính ráng là bỏ chạy luôn. Ráng con cá người ngô thì hắn cũng nằm dưới kia rồi, nằm bất động như này nè. Hy vọng là con lươn nha. Để anh qua đó Phương, anh cua nha các bạn. Động ghê quá. Ở đây. Đây. Đây cua. Tại vì ở dưới cỏ các bạn kìa. Nó động mạnh quá. Không biết con gì hết. Móc lên trúng con cua. Có cua. Đây các bạn ơi. Trời quân lương. Lương này các bạn. Lưu
Ok. Mà hắn ẩm lên luôn ghê này. Thường hắn nhúc xuống cái đống cỏ ấy. Đây, quả thành quả. Nhảy không ta? Đây, thành quả đây nha các bạn. Thằng thằng tàng hôm nay mưa to nhưng mà cũng không được nhiều nữa các bạn. Chỉ có được lươn đang to này. Lươn gì đó hả? Con nào của ấy chưa? Không, được con lươn chất lượng á. Lươn gì không? Ừ. Cỡ mấy lần? Bốn lần. Trời, trồng cái trồng lên ghê thiệt. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.